mình trong trạm ngôn ngữ. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp theo cái chủ đề về tình huống giao tiếp, thế là tiếng Pháp theo chủ đề. Thì vừa rồi mình đã xin được bản quyền và mình sẽ tiếp tục làm cái series này, tại vì rất nhiều bạn đăng trên các nhóm khác mình có đọc được, và các bạn có inbox cho mình hỏi là nếu mà tự học cũng có bạn, bạn gì mình quên không nhớ tên, đã comment ở phía dưới video về mình chia sẻ với radio số 4 cách học từ vựng ấy. Các bạn hỏi là không phải cái video số 4 mà cái chủ đề về đen hiểu thế nào cho đúng ấy, cái chủ đề đen B1 hiểu thế nào cho đúng, thì bạn ấy comment dưới phía dưới video, bạn ấy có hỏi là nếu mà tự học thì học giao tiếp thế nào để thi B1, thì mình cũng đã trả lời cho bạn ở dưới phần cái comment phía dưới video, và mình đã pin lại cho các bạn. Nếu mà các bạn có chung câu trả lời thì các bạn có thể chung câu hỏi thì các bạn có thể tìm câu trả lời đấy của mình. Và xuất phát từ cái câu hỏi đấy cũng như là các thắc mắc của tất cả các bạn, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách học trong các tình huống giao tiếp để các bạn thì nói trong cái cuộc thi đen B1, cũng như là cách áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của các bạn. Đấy, đây là một cái quyển sách có tên là Communication du Français, đúng không? Trình độ Anh Tech Media. Nếu như mà các bạn nhìn cái slide thumbnail ở cái video thì mình có ghi bìa, mình có chụp bìa quyển sách đấy. Tuy nhiên thì vì lý do bản quyền, và mình cũng thấy là các bạn cũng có rất nhiều nhóm đã chia sẻ cho các bạn cái file PDF của cái quyển sách đấy rồi, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái loạt bài học trong cái cuốn sách đấy. Tuy nhiên thì trong cuốn sách đấy người ta chỉ viết bằng cái tiếng Pháp thôi. Thì mình muốn giúp đỡ các bạn. Thứ nhất là mình sẽ giải thích cho các bạn về văn hóa, về ngữ nghĩa. Thứ hai là mình sẽ dịch ra cho các bạn những cái từ mới. Từ mới ở đây là những cái từ mới trong cái nghe hiểu chứ không phải trong cái đọc hiểu. Tại vì là trong như radio số 4 mình đã chia là cách học từ vựng theo hai kiểu. Thứ nhất là học từ vựng theo kiểu đọc hiểu, các bạn sẽ học khác. Và học từ vựng theo kiểu nghe hiểu thì các bạn sẽ đọc khác, sẽ học khác. Và quay trở lại cái câu hỏi là nếu như mà thi đen B1 thì em phải học giao tiếp như thế nào, thì lời khuyên của mình là các bạn chỉ follow ở trong cái sách giáo trình communication thôi. Tức là các bạn nếu như mà các bạn thấy học trong sách giáo trình toàn tiếng Pháp như thế thì các bạn thấy oải, hoặc là các bạn không biết ngữ nghĩa hết của tất cả các từ, thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của nhóm mình là Trạm Ngôn Ngữ, để khi nào mình up cái bài học lên cho nhóm, mỗi ngày thì sẽ có một cái video bài học, và như một lời nhắc nhở sẽ nhắc nhở qua thư của các bạn. Cái thư đấy là Gmail, là cái tài khoản mà các bạn đã đăng ký cái kênh YouTube Trạm Ngôn Ngữ của chúng mình này rồi. Và học theo cái tình huống giao tiếp theo chủ đề này thì trong thi đen B1 người ta cũng sẽ cho các bạn các tình huống, và bạn sẽ chọn một trong hai cái tình huống đấy, và các bạn sẽ đóng vai với hai cái giám khảo trong kỳ thi, như là mình đã mô tả trong đen B1 hiểu thế nào cho đúng. Nếu như các bạn mới vào, các bạn mới đăng ký, chưa xem cái video đấy thì xin mời các bạn hãy xem cái video đấy trước, tại vì là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu nội dung cái kỳ thi đen như thế nào, tiêu chí đánh giá như thế nào để các bạn có thể ôn luyện được tốt. Vậy thì những cái chủ đề nói trong cái thi đen B1 tất cả đều hội tụ trong cái cuốn sách này, vì ngày xưa mình cũng đã học và mình đã thành công. Mình tự học thôi các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điều đấy để giúp các bạn trong quá trình học các bạn đỡ mệt, và các bạn đã sẽ tìm ra được một cái phương pháp học cũng như là một cái nguồn tài liệu học đáng tin cậy. Nào. Và ngày hôm nay tiếp theo cái chủ đề số 1 mình đã nói, tức là cái chủ đề số 1 về cái câu về chủ đề về cái gì nhỉ? Về de mangde de sactic để đi đấy, hỏi mua các mặt hàng sản phẩm đấy. Nếu như mà bạn mới vào kênh hoặc là mới vào nhóm chưa xem cái video đấy thì các bạn có thể hoàn toàn quay lại xem cái video này nhá. Và chủ đề ngày hôm nay là chủ đề số 2, mình giới thiệu các bạn là Ankilo de Cherry, về cái chủ đề là Parler de Quantité, tức là nói về số lượng. Đây này, đây là hình mình chụp từ trong cái cuốn sách này ra, thì các bạn thấy là những cái
bài học này, những cái bài hội thoại này người ta sẽ ghi ra đây, và người ta đồng thời người ta sẽ có audio cho các bạn nhại lại và các bạn học lại để các bạn luyện phát âm cũng như là luyện các tình huống nói trong thi đen cũng như là các tình huống nói trong trực tiếp hàng ngày. Và ở đây mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về văn hóa, về ngữ pháp và cũng như là những cái từ vựng, những cái từ nào người ta tô đậm, tức là những cái cụm từ, những cái câu mà nó thuộc về chủ đề này, hoặc là những cái cụm từ, những cái câu mà nó rất là quan trọng thì mình đã ghi ra đây và mình đã ghi ngữ nghĩa cho các bạn về phía bên trái. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe audio ở phía bên tay phải để xem người ta đọc như thế nào, và sau đấy chúng ta cùng dịch và chúng ta cùng học cùng nhau nhé. Nào, chúng ta cùng nghe. Ankylosaurus. Các bạn thấy này, ở trong người Pháp thì người ta sẽ phát âm cái từ đờ rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như là người ta phát âm cái từ đờ này rất là nhẹ nhàng, người ta không nói là ankylosaurus mà tại người ta chỉ nói là ankylosaurus thế thôi nhá. Và chúng ta cùng nghe. C'est le marchand de fruits et légumes. C'est le marchand de fruits et légumes. Đấy là chúng ta có thể dịch là tại cửa hàng rau quả đấy, đúng không? Fruits là củ quả, còn légumes là rau đấy, thì mình dịch thuận hơn là rau củ quả, đúng không? Tại cửa hàng rau quả. La cliente, tức là cái người khách hàng, nhưng mà người khách hàng đây là giống cái nhé, tức là người phụ nữ, đúng không? Có ở đây, đúng không? Còn le marchand là cái người bán hàng đấy, đúng không? Bonjour monsieur, je voudrais 4 oranges s'il vous plaît. Bonjour monsieur, mới đầu là phải chào hỏi nhá, đúng không? Thì trong cái kỳ thi đen thì các bạn phải chào hỏi ban giám khảo. Bonjour monsieur, je voudrais 4 oranges s'il vous plaît, đúng không? Je voudrais 4 oranges. Oranges là cam, đúng không? Xin chào ông, tôi muốn mua 4 quả cam, đúng không ạ? Làm ơn, đúng không? S'il vous plaît, giống như từ please trong cái trong tiếng Anh đấy, đấy là một lời đề nghị lịch sự, đúng không nào? Oui madame, et avec ceci. Oui madame, et avec ceci. Là vâng thưa bà, với gì nữa không, đúng không? Il me faudrait 1 kg de haricots verts. Il me faudrait 1 kg de haricots verts. Tức là sao? Tức là tôi cần 1 kg đậu, đúng không? Tôi cần mua 1 kg đậu cô ve này, đúng không? Haricots là đậu, ve là xanh đấy, đúng không? Đậu cô ve là đậu xanh. Thực ra thì cái từ đậu cô ve thì hình như là tiếng Việt cũng mượn, tiếng Pháp thì phải. Une livre de fraises. Une livre de fraises. Une livre de fraises. Tức là sao? Tức là nửa ký dâu tây. Une livre tức là nửa ký nhá. Fraise là dâu tây, đúng không? Như vậy thì khi mà nói về số lượng thì chúng ta nói mấy lạng đấy, và kèm theo giới từ đờ, và kèm theo đấy là một cái danh từ, đúng không? Tức là une livre de fraises, đúng không nào? Fraises. Et Edessir. Ở đây mình phát hiện ra là người Pháp người ta đọc và rất là nhẹ cái từ này, đúng không? Desserise thì mới đúng, đúng không? Nếu mà chúng ta nói chậm như thế, còn nói nhanh thì nói như là desserise, đúng không? Desserise. Rất là nhẹ cái từ này. Combien de vous mettre de cerise? Combien de vous mettre cerise? Đúng không? Thì cái từ đờ ở đây người ta cũng nói rất là nhẹ, kiểu như nút ấy, đúng không? Sergeyza cũng nói rất là nhẹ luôn. Chỉ Giza, đúng không? Sergeyza, đúng không? Combien de vous mettre de Giza? Nào, đây thì mình xin nhắc với các bạn là đây là mình chia sẻ cái phương pháp học cũng như là giúp các bạn dịch dòng sang tiếng Việt như thế này để các bạn hiểu hơn và các bạn biết cách các bạn hiểu sâu hơn thôi. Còn nếu mà học phát âm thì các bạn sẽ hãy nhại lại theo người Pháp giống như mình, đúng không? Chứ đừng nhại lại theo mình. Nào, mình nói rõ quan điểm như thế.
Mettez-moi un bon kilo, đúng không? Có nghĩa là cân cho tôi 1 ký đi. Như vậy thì ở đây người ta dùng cái đại từ ong này để bổ nghĩa cho một cân series này này. Thường thường thì người Pháp người ta rất hay dùng cái đại từ để người ta rút gọn lại cái câu, cũng như là cái cách nói của người ta có vẻ ngắn gọn hơn đấy, đúng không? Người ta rất lười trong khi nói, thế nên là người ta dùng cái đại từ này để chỉ cái cân series này. Vậy thì chúng ta ở, nếu như mà các bạn ở trình độ B1, B2 rồi thì các bạn phải thành thạo những cái đại từ như thế này. Còn nếu như các bạn ở trình độ thấp hơn, ví dụ như trình độ A1, A2, nếu như mà các bạn chưa học thì cũng không phải làm sao cả, đúng không? Còn nếu như mà bạn đã là trình độ B1 hoặc là B2 rồi, các bạn phải rất thành thạo những cái đại từ này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau nghe và dịch cái bài hội thoại số nhất rồi. Và ở đây mình cũng đã ghi những cái câu mà người ta tô đậm ở đây ra đây và kèm theo nghĩa của nó, đúng không? Nếu như mà các bạn nghe, các bạn mình khuyên các bạn là hãy nghe đi nghe lại, kèm theo là ghi chép sách vở cẩn thận cho nó rất là tiện lợi cho các bạn khi mà các bạn học thi nhé. Tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta đến cửa hàng bán format, đúng không nào? Seller fromage, tức là fromage, tức là fromage là format đấy, đúng không? Vậy thì seller fromage tức là tại cửa hàng bán format, đúng không nào? Chúng ta hãy cùng nghe người Pháp người ta nói thế nào, chúng ta nói lại nhé. Ở đây le client đây nó khác với la client. La client là người phụ nữ, còn đây le client sẽ là một người đàn ông, đúng không nào? Và la fromager tức là bà bán format đấy, đúng không? Đọc nghe. C'est le fromager. C'est le fromager, đúng không? C'est le fromager, tức là tại cửa hàng bán format. Bonjour madame, je voudrais un beau morceau de cantal, s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais un beau morceau de cantal, s'il vous plaît. Tức là tới thì ban đầu người ta chào hỏi này, đúng không? Đi đâu cũng thế, bao giờ chúng ta cũng phải bonjour madame hoặc monsieur gì đấy, đúng không? Và sau đấy là nêu lên ước muốn của mình, đúng không? Je voudrais un beau morceau de cantal, s'il vous plaît, đúng không? Tiếp theo là phải please, phải làm ơn, đúng không? S'il vous plaît cuối cùng. Và cái ở giữa là cái câu mình yêu cầu, je vous de ghe tức là tôi muốn, đúng không? Un beau morceau, beau là đẹp, đúng không? Vậy thì un beau morceau, morceau là cái miếng, đúng không? Miếng hoặc là mảnh. Vậy thì un beau morceau de cantal tức là cho tôi một miếng format thật là ngon này, đúng không? Format cantal thật là ngon. Cantal ở đây chỉ là một cái tên của cái miếng format đấy thôi nhá. Tiếp theo, bà bán format bài nói gì? Voilà monsieur, avec ceci. Voilà monsieur, tức là chúng ta hãy tưởng tượng đây là ông ấy bảo là mua một miếng format thì bà ấy cắt cho một miếng format thật là ngon, bà ấy đưa, đúng không? Voilà là đưa cho ông đấy, đúng không? Đây này ông, đúng không? Hoặc là thưa ông đây này, đúng không? Hoặc là thưa ông đây, đúng không? Et avec ceci, cái câu này cũng giống như cái câu trên, đúng không? Người bán hàng người ta hỏi là khách hàng có còn mua gì nữa không, đúng không nào? Avec ceci, và còn gì, còn thêm gì nữa không, đúng không? Đó, ông ấy trả lời sao? Mettez-moi aussi un petit pot de crème fraîche. Đây là mình nói chậm lại, còn người ta nói nhanh sẽ là mettez-moi aussi un petit pot de crème fraîche, đúng không? Un petit pot de crème fraîche. Thì ông ấy nói là hãy cho tôi một cái ăn petit pot là một cái hũ, pot là cái hũ đấy, đúng không? Cho tôi một cái hũ nhỏ, một hoặc là một cái hộp nhỏ, đúng không, của kem tươi, đúng không? Hoặc là cho tôi một cái hũ kem tươi loại nhỏ, đúng không nào? Crème là kem, còn fresh là tươi đấy, đúng không? Tươi, mới, đúng không? Tươi.
Voilà, ce sera tout. Oui. Voilà. Ce sera tout, đúng không? À, vậy thì người ta sẽ nuốt âm ở đây, đúng không? À, nếu như mà chúng ta nói chậm, chúng ta sẽ nói là ce sera tout, đúng không nào? Vậy thì ở đây người ta bà ấy vừa mới nói là voilà, ce sera tout, đúng không? Ce sera tout, đúng không? Ce sera tout, đúng không nào? Có sự nuốt âm ở đây. Vậy thì nếu như mà chúng ta luyện tập thì chúng ta cũng phải chậm lại như thế này, chúng ta đọc nhại theo đến khi nào chúng ta thu âm ra, chúng ta nghe giọng chúng ta giống hệt thôi, hoặc là chúng ta sẽ học thuộc cái bài hội thoại này thì càng tốt, đúng không nào? Và tiếp theo cuối cùng luôn luôn là cảm ơn, đúng không? Luôn luôn là cảm ơn, giống như mình làm video cho các bạn, mình ban đầu mình đều là xin chào tất cả các bạn, đúng không? Và tiếp theo đấy là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đúng không nào? Hoặc là cảm ơn các bạn, và các bạn nếu như mà các bạn muốn cảm ơn mình thì các bạn nhấn like hoặc là chia sẻ hoặc là đăng ký kênh, đúng không? Để cập nhật những bài học mới, đúng không? Có lợi cho các bạn thôi chứ mình cũng không được cái gì cả, đúng không nào? Và oui, merci, đúng không? Luôn luôn merci. Tiếp theo nữa là cái bài số 3. Bài số 3 là Schiller Ketter, đúng không nào? Ketter ở đây chúng ta có thể dịch là người làm người bán những cái món ăn mà sẵn đấy, đúng không nào? Ví dụ như là tôi mở cửa hàng bán kim chi hoặc là bán bánh mì kẹp chẳng hạn đấy, đúng không? Salad đấy, đúng không? Thì người ta cũng gọi đấy là Schiller Ketter nhá. Đây, mình có dịch cho các bạn là tại cửa hàng bán món ăn sẵn, tức là người ta đã làm sẵn cho mình rồi ấy, đúng không nào? Le client, đây là khách hàng và đây là khách hàng nam, đúng không nào? La vendeuse, vendeuse là một cái người bán hàng, bà bán hàng nữ, đúng không nào? Và cụ thể là đây, trong bức tranh thì có cái ông này, đúng không? Tới ông ấy chỉ các món đồ và bà ấy đang làm, và bà ấy đã làm và bà ấy đang gói cho ông ấy, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nghe cuộc hội thoại giữa hai người này và chúng ta cùng nhau dịch, và chúng ta cùng nhau phân tích cách người ta nói như thế nào nha. Chez le traiteur. Chez le traiteur. Chez le traiteur. Tức là tại cửa hàng bán món ăn sẵn. Bonjour madame. Je voudrais une petite barquette de salade alsacienne, s'il vous plaît. Bonjour madame. Đấy, tất cả các bài tới các bạn phải đều chào là bonjour madame monsieur cả nhá. Bonjour madame, và cái câu thần thánh vẫn là je voudrais, đúng không? Voudrais tức là tôi muốn cái gì thì nói ra, đúng không nào? Je voudrais une petite barquette de, đúng không? Một cái hộp nhỏ, đúng không? Salade là salad. Alsacienne, alsacienne là một cái tính từ có nghĩa là cái salad của cái vùng Alsace này này, đúng không? Salad Alsace, đúng không? S'il vous plaît, làm ơn, đúng không? Thì vậy thì chúng ta trong các cái câu này, các cái bài hội thoại này đều có cả bonjour madame rồi bonjour monsieur rồi đều có je voudrais rồi nói tên các cái món ăn hoặc là các cái tên các cái số lượng những cái vật gì mình cần mua ra và s'il vous plaît ở cuối cùng. Vậy thì rất đơn giản cho các bạn luyện tập ở nhà rồi, đúng không? Hoặc là các bạn đi ra ngoài cuộc sống, các bạn tới Pháp, các bạn muốn cái gì thì chúng ta sẽ nói là bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais bla bla bla, s'il vous plaît. Đấy, như thế là được nhá. Tiếp theo này. Oui monsieur, et avec ceci? Oui monsieur, đúng không? Oui monsieur, et avec ceci, đúng không? Vâng ông, vẫn có còn gì, ông có cần thêm gì nữa không, đúng không? Đây, oui madame và vết sư sĩ nó rất là giống nhau trong ba cái hội thoại này, xung quanh quanh đi quẩn lại thì có thế thôi, đúng không nào? Je voudrais aussi de la salade de riz. De la salade de riz tức là cái các bạn không hiểu đây là cái salad ha. Salad của cơm là không được nha, salad gạo là không được nha. Thì đây chúng ta có thể dịch là cái cơm trộn đấy, đúng không? Salad de riz tức là salad de riz tức là cái cơm trộn, đúng không nào? Salad de riz.
quốc khoa Bergson cho 3 người. Nào, ở đây mình đã ghi cái cụm này ra và người mình đã dịch cho các bạn ở bên trái này rồi. Cơm trộn cho 3 người ăn. Nào, vậy là chúng ta đã cùng nhau nghe phát âm lại, đúng không? Và dịch cũng như là nói về những cái vấn đề khi mà chúng ta học vấn đề ngữ pháp cho các bạn. Các bạn học thì các bạn đừng tua. Thứ nhất là các bạn đừng tua. Nếu các bạn tua thì mình chỉ ghi ở trên slide những cái ý chính thôi. Còn mình sẽ nói trong cái quá trình giảng dạy, trong cái quá trình học cùng các bạn, mình sẽ nói những cái nó mở rộng hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái hiểu sâu hơn. Và cái thứ ba là mình lồng vào trong văn hóa và cái cách học cho các bạn biết. Nếu như mà các bạn tua thì đấy là rất là đáng tiếc cho các bạn. Nào, và tiếp theo sau ba cái bài đấy thì có cái comment lodia, tức là nói như thế nào đây. Người ta cũng đã highlight, người ta đã nhấn mạnh cho các bạn và trong một cái text nhỏ như thế này, mình có chụp lên đây và mình đã ghi ra đây những cái câu nói như thế này, đồng thời mình có ghi nghĩa tiếng Việt ra. Ví dụ như là combien ang voulez-vous, đúng không? Ba ông bà cần bao nhiêu chẳng hạn, hoặc là je vous en mets combien, đúng không? Tôi lấy cho ông bà bao nhiêu, đúng không nào? Đây là người bán hàng, người ta sẽ hỏi. Vậy thì cái câu trả lời của các bạn là như thế nào? Thứ nhất là trả lời về số lượng, tức là 1, 2, 3, 4, cái gì đấy, đúng không nào? Thì chúng ta dùng là 6 đúng không? 6 quả cam, hoặc là 2 colette d'agneau. Nếu như mà các bạn đã học ở cái bài 1 rồi thì các bạn đã biết là colette d'agneau là cái tên của cái thịt gì, thịt con gì ở đâu rồi, đúng không? Colette d'agneau tức là sườn cừu non, đúng không? Agneau là con cừu, cừu non, đúng không nào? Colette là cái sườn nó. Vậy thì hai cái sườn lườn, cái sườn thịt cừu non, đúng không? Trois filets de truite là cá hương đấy, đúng không? Một loại cá. Nếu như mà các bạn không biết thì các bạn nào có thể Google cái từ truite đây và các bạn sẽ thấy trên cái Google cái hình ảnh của con cá. Vậy thì trois filets de truite tức là ba miếng file cá hương. Nào, và tiếp theo đấy, câu trả lời cho cái số lượng là cần bao nhiêu thì chúng ta cũng có thể trả lời là 2 kilo, đúng không? 2 cân, 2 cân cái gì đấy, đúng không nào? Ở đây là 2 kilo de pommes de terre, đúng không nào? Thì đây là 2 cân khoai tây, đúng không? Green leaf, hay là 1/2 kilo de champignon. Champignon là nấm, đúng không? Green leaf là như là lần trước mình đã dịch cho các bạn là 1/2 kilo, đúng không? Một nửa cân đấy, đúng không? Nửa cân nấm, đúng không? Green leaf tức là một nửa của nửa cân là gì? 250 gram, đúng không? 1/4 kilo, 1/4 kilo cân, kilogram đấy, đúng không? De beurre, bơ đấy, đúng không? Và theo nữa là từ chỉ số lượng là 200 gram de, đúng không? 200 lạng cái gì đấy, đúng không? Ví dụ 200 lạng thịt chẳng hạn, đúng không? Thì sau de chúng ta thêm cái từ thịt vào, đúng không nào? 1 lít de le, đúng không? 1 lít sữa, đúng không? Le là sữa, đúng không? Và câu trả lời nữa là 1 morceau de, hoặc là 1 miếng cái gì đấy, đúng không nào? Theo sau cái từ số lượng là cái nhớ từ de này, đúng không? 1 petit morceau de, đúng không? 1 miếng nhỏ của cái gì đấy, đúng không? Hoặc là du de la du, nếu như là danh từ đấy là theo sau là danh từ cũng được, hoặc là de la theo sau đấy là danh từ giống cái, hoặc là de theo sau đấy là danh từ số nhiều, đúng không? Pour 4 personnes, cho 4 người. Nào, hoặc là cũng có thể nói là một cái hộp nhỏ chẳng hạn, đúng không? Hoặc là một hộp là win packet de, đúng không nào? Giống y hệt như là trong cái ba cái bài hội thoại chúng ta đã cùng nghe, chúng ta đã phân tích và người ta đã cho tóm tắt lại cho các bạn như thế này rồi, và mình cũng đã ghi ra kèm theo cái nghĩa của cái những cái cụm từ này như thế nào. Và ở đây có một lưu ý mà mình muốn các bạn lưu ý trong cái cách nói ở đây. Lưu ý ở đây là sao? Cái thứ nhất là lưu ý khi mà người ta nói ăn bông kilo, tức là có nghĩa là au minimum ăn kilo, tức là ít nhất là 1 ký, đúng không nào? Chứ không phải là 1 ký tốt hoặc là 1 ký ngon như nào đâu nhá. Là ăn bông kilo tức là ít nhất là 1 ký. Hoặc là khi mà chúng ta nói là win bonner,
Tức là plus dinner hơn 1 giờ, đúng không nào? Chứ không phải là 1 giờ đẹp, đúng không nhá? Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa như thế. Ví dụ như là trong cái câu là je travaille une bonne heure sur ce sujet chẳng hạn, đúng không nào? Tức là tôi đã làm việc hơn 1 giờ về cái chủ đề này. Vậy thì une bonne heure tức là hơn 1 giờ, đúng không nào? Và nữa là cái cụm là un beau morceau hoặc là un beau poulet chẳng hạn, tức là có nghĩa là petit sang et gros, tức là trông ngon và to. Ví dụ như là un beau morceau là một cái miếng ngon, đúng không? Un beau poulet, con gà to, đúng không? Trông ngon và to. Đấy, đấy là những cái cụm từ khi mà chúng ta nói như thế này, nó phải có ý nghĩa như thế này, chúng ta phải hiểu như thế này, chứ chúng ta không thể hiểu như cái nghĩa đen dịch mô tả mô được nào. Tiếp theo nữa trong cái chủ đề này, mình xin giới thiệu các bạn là một cái bài, hai cái bài hội thoại nữa. Và bây giờ chúng ta nhìn sang phía bên tay phải này. Phía bên tay phải luôn luôn là cái ảnh chụp trong cái sách, và phía bên tay trái mình đã ghi những cái cụm từ mà người ta đã tô đậm ở đây kèm theo cái nghĩa tiếng Việt cho các bạn. Nếu như mà các bạn muốn ghi chép thì các bạn có thể ghi chép ở đây, đúng không? Còn nếu như mà các bạn không muốn ghi chép thì các bạn có thể bật đi bật lại video rồi các bạn xem, để bây giờ bạn thuộc thì thôi. Nghĩa là la client, từ tức là người bán hàng, người khách hàng mua đấy, đúng không? Cái bài này. Còn người bán hàng là la vendeur, giờ cũng là cái bài này, đúng không? Và trước mắt chúng ta là một cái vải, tấm vải, đúng không? Vải đang trải ra và có một cái thước, đúng không? Vậy thì trước khi nghe cái bài hội thoại này, chúng ta cũng biết được là bà này tới cửa hàng bán vải của bà này, và bà này đang cắt ra một miếng vải và bán cho bà này, đúng không? Kèm theo cái thước đo, đúng không? Vậy thì chúng ta có cái phán đoán như thế trước, và sau đấy chúng ta nghe thì chúng ta đã hiện lên trong đầu là bối cảnh như thế nào để chúng ta nghe rõ hơn, đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ bật cho các bạn nghe. Acheter du tissu, đúng không? Acheter du tissu tức là mua vải, đúng không nào? Tissu là vải, đúng không? Tissu. Bonjour madame, je voudrais prendre ce tissu pour des rideaux s'il vous plaît. Mới đầu luôn luôn là chào hỏi và kết thúc cái câu chào hỏi, đưa ra điều mình muốn và kết thúc nó là s'il vous plaît, đúng không? Bonjour madame, je voudrais prendre ce tissu pour des rideaux. Quốc tế Guido, s'il vous plaît. Guido đấy, đúng không? Tiếng Việt chúng ta cũng mượn đấy, đúng không? Xin chào bà, tôi muốn mua một cái miếng vải, đúng không? Cho cái Guido nhà tôi, đúng không nào? Để may cái Guido, đúng không? Làm ơn cho tôi mua một cái miếng vải, may cái Guido, đúng không? Guido. Vậy thì tiếp theo, cái mua vải chẳng nhẽ bà mua cả một cuộn này không, đúng không? Thì người bán hàng phải nói là bà mua bao nhiêu chẳng hạn. Vậy thì câu đấy nói như thế nào? Thì chúng ta nghe tiếp câu thứ hai. Bien sûr madame, đúng không? Chắc chắn rồi bà, đúng không? Et vous en faut combien, đúng không? Cái đây là cái đại từ ăn để chỉ cái đề ghi đô này, để chỉ cái tích suy này, đúng không nào? Et vous en faut combien, đúng không nào? Tức là sao? Tức là được thưa bà cần bao nhiêu vậy, đúng không? Hoặc là bà cần bao nhiêu, bà cần dài như thế nào, rộng như thế nào thì chúng ta nói ra. Vậy thì chúng ta sẽ nghe câu hỏi tiếp theo của cái bà này là gì. Le tissu est en quelle largeur? Le tissu est en quelle largeur, đúng không? Le tissu est en quelle largeur. Vậy thì chúng ta lưu ý ở đây cái cách nói của người Pháp là người ta có cái sự nút âm ở đây và có sự nối âm ở đây, đúng không? Nếu như mà đọc chậm thì chúng ta sẽ nói là le tissu est en quelle largeur, đúng không nào? Nhưng mà nói nhanh thì chúng ta sẽ nói là le tissu est en quelle largeur, đúng không nào? Le tissu est en quelle largeur, đúng không nào? Vậy thì miếng vải này khổ bao nhiêu vậy, đúng không? Bà ấy hỏi là khổ bao nhiêu thì bà bán hàng bài nào? Elle est en 140 grammes. Elle est en 140 grammes. Il ở đây là chỉ cái lơ tissu này này, miếng vải này này, đúng không? Etang, đúng không? Sang cao gồng. Nếu như mà các bạn đã học cái video về
từ vựng theo chủ đề tiếng Pháp của trình độ A1C đấy, thì các bạn đều đã biết về cách hỏi cái kích thước như thế nào rồi, đúng không nào? Nếu như mà các bạn chưa xem thì xin mời các bạn quay trở lại cái video đấy, sau khi học cái video này các bạn xem để các bạn bổ sung thêm cái từ vựng cho các bạn nhá. Thì câu này có nghĩa là cái miếng vải này có khổ là 140 cm, đúng không nào? Người ta cũng đã giải thích cho các bạn ở đây rồi, đúng không? C'est parfait. Alors il m'en faut deux fois 3 mètres. C'est parfait, đúng không? C'est parfait tức là bài bản là tốt, đúng không? Tốt. Alors, thế thì, đúng không nào? Il m'en faut deux fois 3 mètres. Tức là sao? Tức là tôi cần 2 nhân với 3 mét, đúng không nào? Tức là tôi cần chiều rộng là 2 và chiều dài là 3 mét, đúng không nào? Đấy, đây là tất cả cái bài hội thoại này. Và mình đã phân tích cũng như là mình đã ghi cái từ mới quan trọng, những cái gì quan trọng mình đã phân tích cho các bạn rồi. Và nhiệm vụ của các bạn là các bạn có thể ghi chép hoặc là các bạn có thể xem đi xem lại video thì các bạn thuộc hơn. Cũng như là các bạn biết cách học, tức là biết cách phán đoán tình huống, cũng như là những cái video nào mình khuyên các bạn nên xem lại. Thứ nhất là mình khuyên các bạn nên xem lại cái radio số 4 về cách chia sẻ học từ vựng của mình. Thứ hai là các bạn nên xem lại cái video về từ vựng theo chủ đề của mình, theo tất cả các chủ đề từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp. Tuy nhiên thì những cái video về chủ đề cao cấp mình mới làm có 3-4 video thôi, và do là mình không có thời gian. Còn nếu như mà các bạn muốn học thêm nữa thì các bạn hãy comment phía dưới video cho mình biết là mình muốn học, hoặc là các bạn có thể inbox vào hòm thư của nhóm nhé. Tiếp theo nữa thì mình sẽ bật cho các bạn cái bài hội thoại số 2 này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Bài số 2 là bài về poser une moquette. Đúng không nào? Poser une moquette. Poser une moquette. Đúng không? Poser une moquette. Tức là trải thảm đấy, hoặc là người lắp đặt thảm. Une moquette là cái thảm lót nhà đấy. Ở Pháp thì người ta rất hay làm cái thảm lót nhà để thứ nhất là nếu như ở nhà chung cư thì chúng ta sẽ tránh được tiếng ồn cho những cái nhà dưới khi mà chúng ta đi dưới sàn. Cái thứ hai là nếu như mà ở nhà bình thường thì chúng ta lắp thảm dưới nhà chúng ta sẽ thấy ấm áp hơn, đúng không nào? Thì người ta rất hay là mua thảm để lót dưới nhà, đúng không? Và thuận tiện cho cái công việc vệ sinh nhà nữa, đúng không nào? Tức là chúng ta chỉ để cái máy hút bụi xuống, chúng ta hút bụi thế là xong, đúng không nào? Thì người ta sẽ có cái dịch vụ là trải thảm ở nhà, tức là cái nhân viên đấy sẽ đến đo đạc căn nhà và nhân viên đấy sẽ báo giá cái giá thảm và báo giá trải nhà như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Và cái thứ nhất ở đây là la client, tức là cái cô khách hàng hoặc là bà khách hàng, đúng không? Và cái la poseur, le poseur ở đây là cái người mà lắp đặt, đúng không nào? Mình lắp đặt thảm đấy, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hội thoại này nhé. Voilà, nous avons l'intention de changer la moquette de la salle de séjour. Đây, các bạn nghe người ta bán liên thanh, đúng không nào? Voilà, nous avons l'intention, đúng không? Voilà, nous avons l'intention de changer la moquette de la salle de séjour, đúng không nào? Này nhé, chúng tôi quyết định là, đúng không? Chúng tôi quyết định là thay cái thảm ở cái salle de séjour, tức là cái phòng khách, đúng không? Hoặc là cái phòng sinh hoạt, đúng không nào? Salle de séjour là phòng khách nhá. Voilà, nous avons l'intention de changer, đúng không? Voilà, nous avons l'intention de changer la moquette de la salle de séjour, đúng không nào? Chúng ta đẩy nhanh cái tốc độ nói lên, và khi chúng ta thuộc thì chúng ta sẽ nói rất là nhanh, giống như cái cô này nói, đúng không nào? Quelle est la surface de la pièce? Oui, đúng không? Oui này, người Pháp người ta hay nói chạch hơn một chút, đúng không? Oui, đúng không? Oui, quelle est la surface de la pièce? Nếu như mà các bạn học cái video về từ vựng tiếng Pháp trên chủ đề trình độ cao cấp mà mình đã giới thiệu cho các bạn, thì các bạn đều biết là cái câu này hỏi về cái diện tích của căn phòng là như thế nào, đúng không nào? Vậy thì khi mà trải thảm thì chúng ta phải biết diện tích của căn phòng để chúng ta mang cái thảm tới, chúng ta trải, đúng không nào?
Vậy thì cái câu hỏi đấy là gì? Câu hỏi đấy là quelle est la surface, surface de la pièce, đúng không? Pièce là căn phòng, đúng không? Vậy diện tích căn phòng là bao nhiêu, đúng không? Surface de la pièce, diện tích căn phòng là bao nhiêu vậy? Je pense qu'elle fait environ 20 mètres carrés. Je pense qu'elle fait environ 20 mètres carrés, đúng không? Tôi nghĩ là cái căn phòng này khoảng 20 mét vuông, đúng không? Elle đây là chỉ cho là cái surface de la pièce, đúng không nào? Je pense qu'elle fait environ 20 mètres carrés, đúng không nào? Mètre carré, mét vuông, đọc là mètre carré nhá. Tôi nghĩ là căn là nó có diện tích khoảng 20 mét vuông. Mais j'aimerais que vous mesurez la pièce parce que je ne suis pas sûr des dimensions. Đúng không? Nhưng mà tôi rất mong muốn là ông tới ông đo, đúng không? Ông đo cái căn phòng đấy của tôi, bởi vì là tôi không chắc lắm về cái kích thước của cái căn phòng đấy. Dimension là kích thước nhá. Và ông ấy nói là sao? Alors, la pièce fait 7 mètres sur 3. Alors, la pièce fait 7 mètres sur 3, đúng không nào? Thế thì phòng dài 7 mét và rộng 3 mét, đúng không nào? Fait 7 mètres sur 3, đúng không nào? Cái phòng này dài 7 mét và rộng 3 mét. Vậy thì diện tích của nó là 7 x 3 là 21, đúng không? Và tiếp theo ông ấy nói là sao? Il faut donc au moins 22 mètres carrés de moquette. Il faut donc au moins 22 mètres carrés de moquette. Tức là sao? Tức là ông ấy bảo là bà biết đấy, đúng không? Hoặc là cô biết đấy, đúng không? Luôn luôn phải tính vậy phải có ít nhất là đông ôm oanh, vậy phải có ít nhất là 22 mét vuông de moquette của cái thảm này, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể dịch là vậy thì cần cái thảm ít nhất là 22 mét vuông, đúng không? Và tiếp theo ông ấy giải thích là sao? Vous savez, đúng không? Ông bà biết đấy, đúng không? Hoặc là cô biết đấy. Il faut toujours compter un peu plus. Tức là phải luôn luôn tính hơn một chút, đúng không? Hoặc là phải luôn luôn nhìn hơn một chút, tính nhìn hơn một chút. Và bài nói là sao? Est-ce que vous pouvez me faire un devis pour ça? Đúng không? Est-ce que vous pouvez me faire un devis pour ça? Tức là vậy thì ông có thể cho tôi một cái bản báo giá được không? Đúng không? Về cái vấn đề đó không? Đúng không nào? Ăn đờ vi ở đây giống như mình là mình đã viết lời giải đây, giải thích nghĩa cho đây cho các bạn rồi, gọi là cái bản báo giá đấy, đúng không nào? Win estimation de prix, đúng không? Một cái bản ước lượng giá cả, đúng không nào? Oui madame, nous avons donc la moquette et la peau de la moquette. Je vous envoie le devis dès ce soir. Ông ấy nói là oui madame, đúng không? Vâng thưa bà, nous avons donc. Vậy thì chúng tôi có, hoặc là vậy thì chúng ta có, hai chấm này, ông ấy kể ra này, la moquette, tức là cái thảm này, đúng không? Et la pose de la moquette, tức là cái phí lắp đặt, đúng không? Cái phí mà trải thảm đấy, đúng không? Tại vì chúng ta tưởng tượng là cái bà này, bà ấy mua thảm cái ông này và bà ấy bảo ông này tới lắp đặt luôn, đúng không nào? Thì ông ấy sẽ tính hai cái phí, thứ nhất là phí thảm và thứ hai là phí lắp đặt cho ông ấy đặt ra. Và ông ấy bảo là je vous envoie, đúng không? Các bạn chú ý cái sự nối âm ở đây nhá. Je vous envoie tức là tôi sẽ gửi cho bà, đúng không? Le devis tức là cái bản báo giá đấy. De ce soir tức là ngay chiều nay hoặc là ngay tối nay. Vậy thì cái câu này sẽ là vâng thưa bà, vậy thì chúng ta có là giá cái thảm này và là giá lắp đặt này, đúng không? Tôi sẽ gửi cho bà cái bản báo giá vào ngay tối nay. De ce soir, đúng không? Vậy là chúng ta đã vừa nghe xong hai cái bài hội thoại này kèm theo cái phân tích và ngữ nghĩa của mình trong cái từng bài, đúng không? Chúng ta tự học thì chúng ta hoàn toàn học theo cái cách này. Nếu như các bạn nghe và các bạn học theo cách này, mình đảm bảo chỉ 2 hoặc là 3 lần, nếu mà tối đa là 4 lần cho các bạn cẩn thận ghi chép, đúng không? Là các bạn sẽ thuộc.
Và cuối cùng, cái cần lưu ý của ngày hôm nay là cái phần này, comment le dire, tức là phải nói như thế nào. Thì tất cả những cái câu này mình đã ghi ra bên này rồi, và bây giờ mình sẽ đọc và mình sẽ nói nghĩa cho các bạn biết, đúng không? Thứ nhất là quelle est la surface de la pièce, tức là diện tích phòng là bao nhiêu. Đây là câu hỏi về diện tích, đúng không? La surface tức là cái diện tích. Và có một cái câu hỏi mà cái cô kia nói là est-ce que vous pouvez mesurer la pièce, đúng không? Ở đây cô ấy nói là je j'aimerais, đúng không? J'aimerais que je mesurer, đúng không? La pièce. Thì ở đây cái câu hỏi của nó cũng sẽ là est-ce que vous pouvez mesurer la pièce, đúng không? Bạn có thể đo căn phòng được không? Hoặc là ông bà có thể đo căn phòng được không? Đúng không nào? Và nó đồng nghĩa với mesurer la pièce, nó đồng nghĩa với cái prendre les mesures de la pièce, tức là đo kích thước căn phòng này, đúng không nào? Và cái câu trả lời là elle fait 20 mètres carrés, tức là diện tích của nó là 20 mét vuông, hoặc là elle fait 4 mètres sur 5, đúng không? Phòng rộng 4 nhân với 5 mét, đúng không? Tức là rộng 4 mét nhân với chiều dài là 5 mét, đúng không nào? Và có một cái câu hỏi nữa là il vous fait combien de moquette, tức là bạn cần bao nhiêu mét vuông thảm, đúng không? Vậy thì cái câu trả lời là il me faut 20 mètres carrés de moquette, tức là tôi cần 20 mét vuông thảm, hoặc là il m'en faut 20 mètres carrés, tôi cần 20 mét vuông, đúng không? Hoặc là câu hỏi về kích thước của thảm sẽ là la moquette est dans quelle largeur, đúng không? Thảm rộng bao nhiêu vậy, đúng không nào? Và cái câu trả lời cho cái câu hỏi đấy sẽ là elle est 4 mètres de large, tức là thảm rộng 4 mét. Các bạn lưu ý cái cách người ta dùng ở đây nhá, 4 mét, và sau đấy là cái giới từ de, đúng không nào? De large, đúng không? Rộng 4 mét, đúng không? Và thể hiện cái sự mong muốn của mình là je voudrais, đúng không? Je voudrais prendre ce tissu, đúng không nào? Tôi lấy một ít cái loại vải này, đúng không nào? Ở đây thì mình có bình thường thế này. Je voudrais prendre ce tissu, tức là tôi muốn lấy một ít cái loại vải này. Nó đồng nghĩa với cái cụm là une certaine quantité de ce tissu, người ta có giải thích rồi, đúng không? Prendre ce tissu tức là có cái mạo từ xác định ở đây, tức là chỉ lấy một phần mạo từ, có giới từ có cái từ đờ đây, đúng không? Thì chỉ lấy một phần mà thôi, đúng không? Lấy một phần cái số lượng nào đấy của cái loại vải này thôi, đúng không? Ok, vậy là cái bài ngày hôm nay các bạn đã học về cái các cái cách mà chúng ta nói về số lượng, cũng như là các cái cách mà chúng ta khi mà chúng ta đi mua hàng hoặc là chúng ta đề nghị một cái gì đấy, đúng không nào? Ví dụ như cái bài hội thoại cuối cùng là chúng ta đề nghị lắp đặt thảm, đúng không nào? Và quan trọng hơn nữa là các bạn đã học cái cách nói diện tích này, kích cỡ này của cái vật, của cái phòng là bao nhiêu, đúng không? Và chủ đề tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn là chúng ta học cách đặt mua hàng, đúng không? Ví dụ như trong cuộc sống chúng ta có thể đặt mà mua hàng trực tiếp, đúng không? Ở cái quán bánh hoặc là quán cửa hàng ăn sẵn để đến trưa mình sẵn mình tới mình lấy chẳng hạn, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể đặt online, đúng không? Nếu mà đặt online, các bạn làm online thì các bạn đơn giản rồi, các bạn có máy tính thì các bạn làm online, các bạn không phải nói năng gì cả, đúng không nào? Nhưng mà khi mà chúng ta mua hàng hoặc là đặt hàng trước hoặc là đặt chỗ quán ăn trước thì chúng ta phải biết cách nói như thế nào, kèm theo là những cái mẫu câu gì mà chúng ta cần nói, đúng không? Vậy thì mình sẽ giới thiệu với bạn chủ đề tiếp theo học cách đặt mua hàng vào cái video tiếp theo, có lẽ là tuần sau, tại vì là một tuần có 7 ngày thì mình dành cho 3 ngày là làm cho bài giảng Lenovo Taxi cho trình độ A1, A2 và B1 rồi. Còn 3 ngày tiếp theo thì mình sẽ cho các bài học về thứ nhất là từ vựng, đúng không? Tại vì từ vựng mình nghĩ là rất quan trọng trong mọi ngôn ngữ, và học cái cách
ngữ pháp đúng không? Học ngữ pháp và tiếp theo là học cái communication, tức là ở đây là học phát âm, giao tiếp đấy, đúng không nào? Vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta kết thúc lại đây và hy vọng là các bạn sẽ thích và các bạn hãy nhấn nút like khi mà các bạn xem cái video này. Kèm theo là các bạn có ý kiến gì hoặc là các bạn có câu hỏi gì hoặc là các bạn cái chủ đề tiếp theo các bạn muốn là gì thì các bạn có thể comment phía dưới video cho các bạn biết. Và mình luôn luôn nhắc nhở các bạn là nếu như mà các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhật những cái bài học qua thư mỗi ngày các bạn vào học. Ok, xin chào các bạn tại đây. Bye bye.